Thưa quý vị và các bạn, tháng 3, tháng của hoa ban bùng nở, một loài hoa trắng tinh khôi, biểu tượng của vùng đất Tây Bắc. Đến với Điện Biên những ngày này trên khắp các triền núi, bản làng, vùng cao cho đến đường phố, những cây hoa ban đang nở trắng muốt như gọi mời du khách đến tham quan. Ở Điện Biên có rất nhiều mùa hoa, mỗi mùa lại mang đến một sắc màu khác nhau cho mảnh đất này. Trong đó có một mùa hoa rất đặc biệt, đó là mùa hoa ban. Thông thường đầu tháng 3, hoa ban bắt đầu nở rộ. Đây là thời điểm đẹp nhất, viên mãn nhất của loài hoa ban trắng. Không quá lời khi gọi hoa ban là loài hoa nữ hoàng của Tây Bắc. Đào có thể rực quá, mận có thể trắng quá, còn ban là sự giao thoa của hai sắc màu đó. Hoa ban đẹp dịu dàng như người con gái Thái, thể hiện sự thủy chung trong trắng. Đây không chỉ là loài hoa biểu trưng của riêng Điện Biên mà còn biểu trưng của cả vùng Tây Bắc. Tôi là người dân tộc Thái ở Điện Biên, ở rừng hoa ban. Tiện mùng 8 tháng 3 tôi không được đi chơi. Bây giờ tiện tháng 3 thì tôi đi chơi chụp ảnh hoa ban. Thì nó làm thức ăn này, nộm với măng đắng này là kết hợp với dân tộc chúng tôi. Hoa ban thì cắm vào tằng cẩu. Mùa này hoa ban không chỉ khoe sắc trên khắp các triền đồi, bản làng, vùng núi cao, mà trong các tuyến phố của tỉnh, hoa ban cũng đã bung nở, tô điểm cho từng con đường. Hàng trăm cây ban được trồng ở dọc bên đường đã chút hết lá, hoa nở bung, kết thành chùm, đung đưa trong gió, mang lại cảm xúc riêng và thu hút đông đảo người dân tham quan. Họ tìm đến địa điểm có nhiều hoa ban nở để chụp hình cho mình những tấm ảnh đẹp nhất, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Mùa hoa ban này là chỉ có ở Tây Bắc. Đến tháng 3 là mùa hoa ban nở và nở rộ rất là đẹp. Tất cả các vùng ở miền Tây Bắc, từ núi đồi đến đường phố, đâu đâu cũng có hoa ban. Chính vì thế cho nên là tôi đi chụp ảnh hoa ban. Và mọi người cũng thế, đi chụp ảnh hoa ban để lấy cái hương vị, hương sắc của cảnh hoa ban Tây Bắc. Tháng 3 rồi, nếu không muốn lỡ hẹn ngắm nhìn hàng nghìn, hàng vạn bông hoa ban bung nở trắng muốt cả núi rừng, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mà chỉ có riêng ở vùng Tây Bắc mới có, thì du khách hãy nhanh chân lên đây để thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa ban, cũng như tìm hiểu giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng bào Thái Điện Biên nói riêng, và cộng đồng các dân tộc Tây Bắc nói chung.